Tiếp tục điểm cũ mọi người, cái này hai lần trước à, mỗi lần mỗi con nha, nào biết sao nha. À có hàng, có hàng, tiếp tục ba lần ba con ta, mấy con đây một đống như vậy nè. Quá khủng, chạy bỏ luôn. Cái tiếp theo mọi người, cái này ngon quá mà sao mấy đợt không dính, đợt này nó ba lần nặng ta, chắc lớn mà lớn mà nặng thế, đợt dài nha mọi người, mình cứ nó nằm đầu kia nha. Bốn lưỡng rồi mọi người. Con này chắc cỡ 1,5 kg mọi người, mà nó chừng vậy thôi chứ về cân đỡ mới biết nha. Thank you.